thưa quý vị và các bạn, với điều kiện đất đai khô cằn, khí hậu nắng nóng, nhưng huyện Ea Súp đã trở thành vựa lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk, chất lượng lúa gạo ngày càng khẳng định, được thị trường đón nhận. Đây là thành quả của hành trình khai phá tiềm lực đất đai và khát vọng trị thủy phục vụ sản xuất ở vùng đất biên giới của tỉnh Đắk Lắk kể từ sau những ngày giải phóng cho đến ngày hôm nay. Tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, vụ lúa hè thu vừa được bà con thu hoạch xong. Ai cũng phấn khởi vì năng suất cao, được giá, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân. Vào ở đây thì nhà nước cấp cho là 4.000 mét. Trong đó thì coi như là 4.000 mét này là rất là khó khăn với cái điều kiện là phải chờ nước trời. Cho đến bây giờ là có cái hồ Ea Súp Thượng về là bà con của thôn 16 là đến bây giờ coi như là không những phát triển cái cây công nghiệp. Cây lúa là một vế rồi nhưng mà cái cây công nghiệp ngắn ngày như cây thuốc lá. Từ khi mà công trình hồ Ea Súp Thượng đi vào hoạt động thì trên cơ sở đó thì hệ thống kênh mương trên địa bàn của xã là cũng được là đầu tư là cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn của xã, để rồi trong quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân là đảm bảo được cái lượng nước tưới. Sau giải phóng, cùng với đập Buôn Chiết, hồ chứa Ea Súp Hạ, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp được xây dựng năm 1978, hoàn thành năm 1980 với dung tích 5 triệu mét khối phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, điều tiết lũ. Đến năm 2001, từ nguồn vốn huy động trái phiếu của chính phủ, công trình thủy lợi Ea Súp Thượng được khởi công xây dựng. Lúc bấy giờ, đây là công trình thủy lợi lớn thứ hai ở Tây Nguyên và lớn nhất tỉnh, với diện tích mặt nước gần 1.500 ha, dung tích 146 triệu mét khối, bảo đảm nước tưới cho gần 9.500 ha lúa và nhiều diện tích cây trồng khác, phục vụ nước sinh hoạt cho người dân ở các xã Ea Lê, Ea Bung, Ea Rv, Ea Róc, Chư Mờ Lan, Gia Lốp, Gia Tờ Mốt và thị trấn Ea Súp. Nhờ có nước tưới đầy đủ, năng suất lúa cũng được nâng lên bình quân khoảng 7 tấn một ha. Đặc biệt, hệ thống kênh chính Đông và kênh chính Tây được hoàn thiện đã biến vùng biên giới Ea Súp thành một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trên địa bàn thị trấn thì nhờ có hai công trình thủy lợi lớn, đó là hồ Ea Súp Thượng, hồ Ea Súp Hạ. Ngoài cái việc tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa, thì đối với các loại cây trồng khác như là các loại cây thuốc lá này, rồi cây bắp, cây đậu, để mà các hộ dân trên địa bàn tiếp tục sản xuất và ổn định cuộc sống. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ có 200 ha lúa đồng xuân. Đến năm 1980, rất nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 856 công trình thủy lợi, gồm 619 hồ chứa, 161 đập dâng và 76 trạm bơm. Những công trình thủy lợi đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.